Điểm đến tiếp theo cho series chương trình khám phá những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam lần này của chúng tôi là ngôi chùa có tên Sùng Phúc Tự hay còn gọi là Chùa Tây Phương, nằm trên đỉnh núi Câu Lâu xưa thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngôi chùa này nổi tiếng bởi bộ tượng Phật và La Hán hết sức sống động, là cảm hứng để nhà thơ Huy Cận viết lên tác phẩm Các vị La Hán Chùa Tây Phương. Đón chúng tôi tại chùa Tây Phương là anh Phúc, một hướng dẫn viên rất có kinh nghiệm và cũng rất am hiểu về đạo Phật. Rồi bước lên từ dưới lên trên đây là cũng hơi toát mồ hôi, không biết là cái của chúng ta chùa có bao nhiêu bậc nhỉ anh nhỉ? Vâng, hôm nay rất là vui, hôm nay các anh cũng bố trí thời gian lên thăm chùa Tây Phương. Thế và hôm nay các anh đi nên thì chắc là các anh đi cũng hơi nhanh thôi, nên là cho nên là hơi mệt. Thế nhưng mà theo tôi được biết thì từ dưới chỗ bậc đầu tiên mà bước lên trên chùa này là bậc cuối cùng thì là 237 bậc theo cái 237 bậc. Vâng. Thì nếu mà chúng ta mà đi chậm ấy thì đi mới khoảng độ 4-5 phút thì đỡ mệt. Thế còn nếu mà thường mà khi mà có công việc ấy mà việc gấp ấy, mà tôi phải chạy thì có khi chỉ chạy mất 1 phút tới 20 giây thôi. Đấy là chưa là cái đó. Chùa của mình là một ngôi chùa mà có thể nói là tất cả người Việt Nam của chúng ta ai cũng biết. Nhưng mà biết hiểu sâu hơn về cái lịch sử của ngôi chùa thì cũng không hẳn là mọi người đã biết, thì rất là mong anh cho chúng tôi biết những điều thú vị của ngôi chùa của mình. Vâng, thưa anh, là chùa Tây Phương thì tôi biết là đó là một theo truyền thuyết thì chùa Tây Phương ở đây được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 3. Nếu mà nói như vậy thì các anh biết là cách đây khoảng 1700 năm rồi. Nhưng mà thực ra thì ngày đó chỉ là một nơi thờ tự nhỏ thôi, một ngôi chùa nhỏ thôi. Thế và tiếp đến năm 864-868 đời Đường ấy thì chùa được trùng tu, được xây dựng một lần thứ hai. Thế nhưng mà trước đó thì quy mô từ thế kỷ thứ 3 đến năm 864-868 ấy thì to hay nhỏ thì chưa có cứ liệu nào để xác định. Thế đến quy mô như ngày hôm nay thì các anh biết là vào năm 1554 đấy, đời vua Lê Trang Tông ấy, thì chùa Tây Phương được xây dựng lại theo quy mô như ba ngôi tam bảo như ngày hôm nay. Thế và tiếp đó đến năm 1798-1802, thời Nguyễn Tây Sơn và cụ thể là Nguyễn Quang Toản thì chùa Tây Phương được xây dựng lại và đổi tên chùa là Tây Phương Cổ Tự như đúng tên gọi như hiện nay. Và tức là cái tên Tây Phương là có từ năm 1798 đến nay. Khi mà chúng tôi đi vào trong anh vừa nói đến nhà Nguyễn thời Tây Sơn, chúng tôi đi vào cái bảo tàng của Bình Định thì có một cái điều rất là thú vị là tôi lại thấy có rất là nhiều những cái pho tượng của các vị La Hán của chùa Tây Phương theo cái hình như thế ở trong cái khu bảo tàng của Vua Quang Trung ở trong Bình Định. Một cái điều bất ngờ thì hôm nay anh nói như vậy thì tôi mới biết là tại sao mà tại một nơi xa xôi như thế mà lại có những cái pho tượng. Chắc là do các cái vị vua thời Tây Sơn hoặc là các vị quan thời Tây Sơn đã mang vào trong đó những cái hình ảnh của đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Thì cái ngôi chùa của mình đây thì theo tôi được biết là nó có một cái khối kiến trúc rất là độc đáo, mà nó là có thể nói là một cái bảo tàng mỹ thuật truyền thống của Việt Nam ở thời hậu Lê, thì anh cũng có thể cho biết rõ hơn về những cái pho tượng, những cái chạm khắc của. Vâng, ở đây thì thưa anh là tất cả tổng thể các ba tòa chùa Tây Phương ở đây là có 64 pho tượng. Thì cả 64 pho tượng này thì đều có 64 câu chuyện, có 64 sự tích của từng vị. Đó là về tượng Phật. Vâng. Thế và kiến trúc ở đây thì các anh biết là khi chúng ta đứng ở bên ngoài ở đằng trước ấy, ở bên tay trái của chùa thì chúng ta lên ấy, thì chúng ta quan sát được cả ba tòa chùa luôn. Ở đây chùa Tây Phương được xây dựng theo kiểu hình chữ tam, một theo cái nền kiến trúc cổ Việt Nam, hai tầng, tám mái thì được lợp bằng ngói mũi hạt, cổ to và dày rất là đẹp. Thế còn thì tất cả các góc đao, các cái đầu bẩy thì đều được tạc bốn con vật linh thiêng Long Ni Quy Phượng, và cái mái đao thì ở đây rất là mềm mại, làm theo kiểu hai tầng tám mái theo cái thuyết âm dương. Chùa Tây Phương gồm 3 nếp nhà song song, bái đường, chính điện và hậu cung. Mỗi nếp có 2 tầng mái kiểu trồng riêng, tường xây toàn bằng gạch bát tràng nung đỏ, để trần tạo thành một không khí rất thô sơ mộc mạc. Điểm những cửa sổ tròn với biểu tượng sắc và không, các cột gỗ đều kê trên đá tảng xanh trong khắc hình cánh sen. Mái lợp 2 lớp ngói, lớp trên có múi in nổi hình lá đề, lớp dưới là ngói lót hình vuông sơn ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành gồm kim mộc thủy hỏa thổ.
đồng thời cũng tượng trưng cho màu áo cà sa xếp trên những hàng dui gỗ làm thành ô vuông vắn đều đặn. Xung quanh diềm mái của ba tòa nhà đều chạm trổ tinh tế theo hình lá triện cuốn, trên mái gắn nhiều con giống bằng đất nung. Các đầu đao mái cũng bằng đất nung, được nét nổi hình hoa, lá, rồng, phượng, giàu sức khái quát và khả năng truyền cảm. Toàn bộ ngôi chùa toát ra một tính hoành tráng và phóng khoáng, phù hợp với triết lý sắc sắc không không của nhà Phật. Nơi đây còn là nơi tập trung của những kiệt tác hiếm có của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo, bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Khắp chùa chỗ nào cũng là gỗ, có chạm trổ. Các đầu bẩy, các bức cồn, xà nách, ván long đều có chạm trổ đề tài trang trí quen thuộc của dân tộc Việt, hình lá dâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng, phượng, hổ phù, rất tinh xảo. Theo sự hướng dẫn của anh Phúc, hành trình chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của chùa Tây Phương bắt đầu từ tòa chùa Thượng hay còn gọi là Hậu Cung. Chúng ta đang đứng ở đây là thuộc tòa chùa Thượng. Bởi chùa Tây Phương ở đây thì được chia ra làm 3 tòa chùa. Tòa chùa ở giữa, các anh nhìn ạ, tòa chùa ở giữa đây mang tâm điểm thì ứng với chữ Thiên. Tòa chùa phía sau chính là tòa chùa này, chỉ nền móng thì ứng với chữ Địa. Còn tòa chùa phía trước, các anh bước chân vào ấy, gần gũi với cuộc sống nhân thế nên được chữ Nhân. Cả 3 tòa chùa Tây Phương ở đây kết hợp lại theo thế hình chữ Tam. 3 tòa chùa song song nhau, đó là 3 thế lực chi phối thế giới: Nhân, Thiên, Địa. Thế và đây chúng ta đang đứng ở tòa chùa Thượng, thì các anh biết là các anh nhìn lên 3 pho tượng trên cùng cao nhất ạ. Đó là ngôi A Di Đà Tam Thế. A Di Đà Tam Thế có nghĩa là Tam Thiên, Tam Thế Phật. Thiên thì là ngàn. Thế và mỗi một đức Phật ở đây thì đại diện cho 1000 đức Phật ở mỗi thời. Ở bên tay phải chúng ta, đó là đức Phật trong quá khứ. Ở giữa là đức Phật hiện tại. Và bên tay trái là đức Phật trong tương lai. Nó là cái vòng luân hồi, cái luật nhân quả trong đạo Phật. Tức là mỗi một vị đức Phật này có một cái động tác tay để là chắc là nó biểu hiện cho cái đấy phải. Vâng, ở trong đạo Phật thì các biết là có rất nhiều các cái tư thế tay khác nhau. Tôi xin điển hình một hai ví dụ. Tư thế đầu tiên mà tất cả chúng ta lên chùa ai cũng vậy thôi. Tất cả chúng ta đều chắp tay lại như thế này ạ. Theo thế của nhà Phật gọi là thế kết ấn liên hoa. Người ta nói là thế của một bông hoa sen trong tượng thì bông sen. Vâng. Biểu thị một sự bất nhị của ý chí. Nhị thì là hai, bất là không. Các anh thấy các nhà sư người ta tụng kinh, người ta có nói rằng là nhất tâm cung kính, nhất tâm kính niệm, nhất là chỉ có một. Tức là dồn toàn hết. Vâng. Thế và khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì dịch theo tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, tiếng Phạn chính là ngôn ngữ mà nơi Đức Phật Thích Ca sinh ra, nó chia thành hai phái đấy, phái đại thừa, phái tiểu thừa đấy. Phái đại thừa thì lấy tiếng Phạn là tiếng Sanskrit, còn phái tiểu thừa là tiếng Pali đấy. Thì Nam Mô dịch là cung kính, quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. A thì là vô và Di Đà là vô lượng trí tuệ. Và dịch cả câu là cung kính bậc tài trí vô lượng hay là cung kính bậc đại tài trí. Anh cho em hỏi, tức là thường thường tất cả các ngôi chùa ấy, là có Phật Tổ và Bồ Tát, sao em tới chùa em chưa nhìn thấy? Vâng, có khi anh chúng ta đi hơi nhanh nên chúng ta cũng chưa để ý kỹ. Thế còn trong đạo Phật thì người ta phân chia ra, nếu mà các anh có xem cái bản đồ thập giới, bản đồ thập giới trong đạo Phật ấy, thì trước hết là chúng ta và trước hết là người ta nói đến là cõi Phật trước. Thế xong đến cõi Bồ Tát như anh vừa nói này. Xong cõi thứ ba là cõi Duyên Giác. Thứ tư là Thanh Văn hay là còn gọi là các vị Tổ La Hán. Bốn cái cõi đó người ta gọi là Tứ Thanh. Không còn luân hồi sinh tử nữa. Tiếp đó đến Lục Phàm. Để đến cõi Trời, cõi Người, cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Atula. Người ta gọi là Lục Phàm. Thế còn ở ngôi chùa Tây Phương thì các anh vào thì cũng thấy là thờ rất nhiều các thứ hạng Phật khác nhau. Nếu mà các anh nói là chưa nhìn thấy Quan Thế Âm thì tôi vừa giới thiệu đây là ngôi A Di Đà Tam Thế, là Đức Phật. Còn hàng Quan Thế Âm thì khi chúng ta bước vào tòa chùa hạ đầu tiên, nhìn thấy Quan Thiên Thủ Thiên Nhãn ấy, hay còn gọi là trăm mắt trăm tay, ngàn mắt ngàn tay, đấy là hàng thứ hai trong Đức Phật. Thế và các vị Tổ La Hán thì các anh thấy là được bài trí ở hai bên, có 16 vị ở hai bên và 2 vị ở tòa chùa chung. Những cái pho tượng mình thấy là có một cái màu rất là lâu trong về thời gian, thì không biết là các vị pho tượng này là đã có trong cái niên đại khoảng bao nhiêu năm? Đấy, như mình giới thiệu ban đầu ấy, thì được tạc vào năm 1632, năm 1635, cách đây khoảng hơn 300 năm. Thế trong chiến tranh hoặc trong những cái ấy thì biết là
chùa của mình có bị ảnh hưởng gì không, bởi vì là chúng tôi thấy là những cái gỗ thì hầu như là nó vẫn còn rất là nguyên vẹn. Theo cái bản giới thiệu sơ lược của chùa Tây Phương do Ti Văn hóa Hà Tây mà hiện bây giờ vẫn đang treo ở đây thì trải qua rất nhiều năm rồi, rất nhiều trăm năm rồi, rất nhiều thập kỷ rồi. Thế thì ngôi chùa này cũng có được chính phủ, được tỉnh sở tại ở đây cũng có sửa chữa rất nhiều lần. Lần gần đây nhất là năm 1993 đến trùng tu năm 1995, trùng tu lớn cả ba tòa chùa. Em thấy tức là có những cây cột rất là cũ và có một số cây cột màu khác ấy, tức màu mới hơn ấy. Thì đấy là những cây cột gỗ loại đây đây tất cả các cột là đều được làm bằng gỗ lim. Thế nhưng mà cái cột như cột mới các anh nhìn tay tôi chỉ đây thì được thay vào năm 1992. Còn các cái cột này thì gần đến nữa là lần năm 1963. Thế còn tiếp theo những lần khác nữa, điển hình hai lần gần đây nhất là trùng tu lớn cả ba tòa chùa. Vâng, thưa anh vừa giới thiệu về ba pho tượng Tam Thế thì còn những pho tượng khác ạ? Vâng, lúc này là tôi vừa giới thiệu các anh là ba pho tượng A Di Đà Tam Thế. Vâng. Nhưng mà các anh để ý ba pho tượng từ dưới lên trên này. Vâng. Thì sẽ rõ hơn. Vâng. Ở dưới cùng thì thờ Đức Phật Thích Ca sơ sinh. Vâng. Khi Đức Phật vừa mới sinh ra. À. Ở giữa là Đức Phật thành đạo. Vâng. Khi đã thành Phật. Ở trên cùng là khi đã nhập Niết Bàn, hay còn gọi là giáo chủ Đức Phật hiện tại. Vâng. Các anh biết là năm ngoái Việt Nam chúng ta đăng cai tổ chức thành công đại lễ Phật đản quốc tế đấy, ngày về sắc đây mừng Đức Phật Thích Ca sơ sinh này. Vâng. Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn thì chính là chúng ta kỷ niệm ba pho tượng này. Vâng. Đó là ngôi A Di Đà Tam Thế. Thế còn bên dưới các anh hỏi thì chúng ta nhìn thấy có năm vị ngồi bên tay trái và năm vị ngồi bên tay phải. Vâng. Ở chùa Tây Phương có gọi bộ này là bộ thập vị Diêm Vương. Thập vị Diêm Vương. Chúng ta ngầm hiểu. Vâng. Đó chính là người ta thờ 10 ông vua ở dưới cõi âm. À. Họ dùng cái pháp bình đẳng này mà trị tội. Vâng. Các cái vong hồn. Vâng. Mắc tội trên dương gian và cho đầu thai vào một cái kiếp tương ứng. Vâng. Mang cái tính chất răn đời, khuyến thiện trừng ác. Bởi lần đầu tiên Đức Phật Thích Ca thuyết pháp giảng kinh ý, Đức Phật có nói một câu như thế này ạ. Nếu ở cuộc đời thường này con người ta mà không tin vào cái kiếp luân hồi, không tin vào cái luật nhân quả này, thì một việc gì dã man nhất con người ta cũng có khuynh hướng hay là cũng có thể làm. Các anh em phải giữa là thờ Phật, còn hai cạnh hai bên là thờ các vị La Hán. Vâng, và có thể hai bên như... bên trái bên phải của tòa chùa thì đều bài trí có 16 vị tổ La Hán, còn hai vị ở bên ở ngôi chùa chung thì chúng ta sẽ đi thăm các vị tổ La Hán. Có thể nói là những pho tượng Phật của chùa Tây Phương đã đạt tới giá trị nghệ thuật đỉnh cao, thậm chí nhiều pho đã đạt tới trình độ giải phẫu học. Điều đó được khẳng định bởi những chi tiết tinh tế như hệ cơ, xương, mạch máu vô cùng chính xác và sinh động. Sau khi Đức Phật nhập diệt ở bên Ấn Độ ở tuổi 80 thì đạo Phật phân chia rất nhiều các cái giáo phái khác nhau. Thế và trong đó thì nổi lên hai giáo phái chính, đó là phái tiểu thừa và đại thừa. Thì lúc nãy tôi cũng đã giới thiệu sơ lược các anh biết rồi. Thế ở chùa Tây Phương thì thờ rất nhiều các cái thứ hạng Phật khác nhau, như là thờ Đức Phật này, hàng Quan Thế Âm này, các vị Tổ La Hán, thập vị Diêm Vương, Bát Bộ Kim Cương và rất nhiều các cái thứ hạng khác nhau. Thế sau đây anh muốn hỏi trực tiếp về pho tượng này, thì trước hết là tôi giới thiệu với các anh biết là tại sao lại gọi là một vị Tổ La Hán. Theo cái cuốn Dẫn Lối Về Nguồn của Đại Đức Trà Giang Từ và theo các cái cuốn từ điển Phật học của Đoàn Trung Còn, của Thiện Phúc, của Kiều Trìu thì có giải thích như sau. Để trở thành một vị tổ ở đây ạ, thì họ phải trải qua một cái sợi dây kết sử của nhà Phật. Kết là thắt chặt lại, sử là những cái phiền muộn để thoát khỏi cái vòng sinh tử. Thế và La Hán mà dịch theo tiếng Phạn ấy, đó là người ta dịch là sát tặc. Sát tặc có nghĩa là đã phá bỏ những cái phiền trược và đã thoát khỏi sinh tử luân hồi và đáng được trời người cúng dường, nên người ta gọi là La Hán. Thế các anh nhìn vị tổ đây, có thể là nếu chúng ta đi tham quan mà chúng ta đi mà thoáng thoáng một chút thì chúng ta sẽ không để ý. Nhưng ở chùa Tây Phương người ta tạc 18 vị tổ, nhưng chỉ có một vị tổ duy nhất ở đây được tạc ngồi trên tòa sen. Đúng các anh biết là chỉ có Đức Phật thôi. Vâng. Và hàng Quan Thế Âm mới được ngồi trên tòa sen. Vâng. Vâng. Tên là Long Thụ Tôn Giả. Nhưng mà tại sao lại thế nhỉ anh nhỉ? Vâng, theo cái cuốn Các Vị Tổ Ấn Hoa có giải thích, Tôn Giả là một vị sư kế theo sự nghiệp hay là đăng quang theo sự nghiệp của các Đức Phật. Đăng thì là đèn và làm cho cái chuẩn Phật nó rạng rỡ ra, có thể gọi là đăng quang. Thế còn Thụ thì theo Phật thoại nói là mẹ ngài sinh ngài ra dưới một gốc cây nên đặt tên là Thụ. Thụ là cây. Thế mà được một loài rồng
đưa xuống Long Cung để chép kinh Hoa Nghiêm. À. Các anh thấy người ta tặng một con rồng ở đây. À, ngay bên cạnh. Và một cuốn kinh Hoa Nghiêm ở đây. Em đang định hỏi tại sao lại có bên cạnh không liên quan gì đến các vị La Hán. Thế mà rồng ở đây nên người ta gọi là Long Long Thụ. Và thế mà khi trở thành một vị tổ ấy, thì chúng ta biết là khi Đức Long Thụ thuyết pháp giảng kinh ấy, cho các môn đồ, cho các tỳ kheo, cho mọi người ấy, thì ngài dùng cái ngọn lửa tam muội, người ta luyện khí yoga đấy, hay là ngồi thiền nhập định đến mức siêu đẳng, có được cái khí nóng trong người đấy. Người ta gọi đó là một trong các cái ngọn lửa tam muội. Thế và khi đang thuyết pháp, đang giảng kinh cho các môn đồ, cho các tỳ kheo, cho mọi người, thì nhiều khi mọi người chỉ nghe thì tiếng của ông ta thuyết pháp giảng kinh thôi, mà không nhìn thấy hình của ông ta đâu cả. À. Nên thời bây giờ ông ấy vẫn còn đang sống, nhưng mà mọi người đã tôn trọng và tặng ông ấy ngồi trên tòa sen rồi, coi như là một vị Phật sống vậy. Thế một vị La Hán được ngồi trên tòa sen, thế còn 17 vị còn lại tại sao lại được gọi là La Hán và tại sao? Tất cả các vị ở đây như tôi giới thiệu với anh ấy, thì có 28 vị tổ truyền đăng, mà vị tổ thứ 28 chính là vị tổ Bồ Đề Đạt Ma này, được truyền theo kiểu tâm ấn tâm. Thế và ở đây thì ở đây là có tất cả 18 các vị tổ mà được thờ trên Tây Phương, thì người ta nói đến 18 cái cách thức tu hành, cách thức tu hành khác nhau. Ở đây là gắn với cái truyền thuyết cách thức ông tu hành, thì người ta tặng ông ngồi trên tòa sen. Thế tức là nếu mà đầy đủ nhất thì có 28 vị, nhưng mà chùa của mình thì có 18 vị hay là như thế nào? Anh nếu mà anh nói thế thì tôi giải thích kiểu này, như thế này thì anh rõ hơn. Đức Ca Diếp là người đầu tiên mà được Đức Phật Thích Ca truyền tâm ấn cho, là vị sơ tổ. Thế thì cái buổi tập kết kinh tạng đó đã có 1250 vị được đạt chức La Hán rồi. Theo chúng ta ngầm hiểu đời thường chúng ta là khi mà chúng ta học xong cái bằng đại học ấy, thì chúng ta gọi là cử nhân, chúng ta học cao hơn nữa thì là thạc sĩ, tiến sĩ chẳng hạn như thế. Đấy là cái chức sắc, các cái cấp bậc. Từ tổ La Hán thì bắt đầu từ Tư Đà Hườn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, xong thì đến trở thành các vị tổ La Hán. Thì cũng như là chúng ta có cái bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, phó tiến sĩ vậy, để chúng ta hiểu dễ hơn. Điểm độc đáo trong những cái pho tượng La Hán này mà theo sự quan sát của tôi mà, thì bởi vì là các vị La Hán này được tạc theo đúng bằng cái kích thước của người bình thường đấy, đâm ra là và các cái nét mặt rồi tất cả những cái cử chỉ động từng cái đường nét nó rất là đời thường, và mặc dù nó rất là trang nghiêm, đó là một cái điều rất là độc đáo của anh. Tất cả các cái pho tượng này thì được làm bằng gỗ. Vâng, thưa anh, là tất cả các pho tượng này, phần lớn các cái pho tượng ở chùa Tinh Cương ở đây đều được tạc bằng gỗ mít. Vâng. Nhưng mà anh trong cái đạo Phật thì tôi biết rằng là gỗ thường là phải chọn gỗ mít để tạc tượng chứ. Không hiểu là có các cụ người ta có cái ý tứ gì ở trong đấy không nhỉ, hay là gỗ mít thì tôi thấy biết là một số các cái điển tích có nói về cây gỗ mít. Thế nhưng mà chỉ tôi cũng có được biết như này, gỗ mít thì dịch theo tiếng Phạn người ta nói là Ba La Mật Đa, hay còn gọi là bến bờ giải thoát. Đó là cái cách thức để cho các nhà sư tu hành, cái cách thức để cho các nhà sư nên có niết bàn, đạt được cái quả vị ở trong đạo Phật. Nên thường thường cho các ngôi chùa người ta tạc các đức Phật, người ta đều tạc một ít. Tức là sau cái câu chuyện của anh như thế này thì chúng ta còn khám phá được ra là cái gỗ mít không chỉ có độ bền này, không bị nứt này, không bị làm sao bị mọt theo thời gian, mà nó còn có một cái ý nghĩa vô cùng là tâm linh. Mười sáu pho tượng tổ với phong cách hiện thực đó là Yuma Cầu Đa, Dekada, Di Chà Ca, Bà Tu Mật, Phật Đà Nan Đề, Phục Đa Mật Đa, Hiếp Tôn Giả, Thương Na Hòa Tu, Mã Minh, Ca Tỳ Ma La, Long Thụ Tôn Giả, La Hầu La Đa, Tăng Già Nan Đề, Già Gia Xá Đa, Cưu Ma La Đa, Trà Dạ Đa. 16 vị tổ, người đứng kẻ ngồi, pho thì ngước mặt lên trời chỉ vào mây khói, pho thì hững hờ với ngoại vật, thì cầm trên đầu gối nhếch môi cười một mình, nửa tinh nghịch, nửa mỉa mai, có pho vẻ mặt hân hoan tươi tắn, khổ người đầy đặn tròn trĩnh, pho khác có mặt đăm chiêu lạ thường, lại có pho như đang đắn đo phân bua hay đang thì thầm trò chuyện với ai. Dựa vào những dáng hình đó mà năm 1960, khi tới thăm chùa, nhà thơ Huy Cận đã sáng tác lên bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương. Lúc nãy anh cứ nói là 18 vị La Hán thì ở chùa chung của mình đây là có 2 vị, mà trong đây thì rất là nhiều. Thì chắc là rồi anh sẽ phải chỉ cho xem là vị nào là các vị La Hán và có một cái điều đặc biệt nào trong các cái pho tượng như này. Vâng, anh như chúng ta vừa quan sát ở tòa chùa thượng
thì cũng thăm một số các vị tổ La Hán. Thế ở chùa Tây Phương thì được tạc 18 vị tổ, như tôi nói thì được bày 16 vị ở tòa chùa thượng và 2 vị ở tòa chùa trung. Thì vị thứ nhất, các anh nhìn một vị tay cầm cốt sắc đệ, hàng thứ hai thì diễn lên, đó là ngài An An. Còn ở bên tay phải chúng ta, hàng thứ hai từ trên xuống dưới, đó là ngài Ca Diếp. Nhất Phật nhị tôn giả, thứ nhất thì đến Đức Phật Thích Ca, và thứ hai là đến hai vị tôn giả đó, đi theo để tập kết kinh cạn. Và người ta còn gọi ngôi đó là ngôi Tuyết Sơn Tam Thành. Tuyết Sơn chính là Đức Phật Thích Ca, và hai bên là hai vị thị giả. Thế còn hàng trên cùng cao nhất, các anh nhìn ạ. Ở giữa đó là Đức Phật A Di Đà, đây là chùa Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Thì giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc chính là chúng ta thờ Đức Phật A Di Đà. Và người ta nói là ở bên tay trái ạ, đó là Đại Thế Chí, Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là hàng thứ hai, đúng không? Hàng Bồ Tát, nhưng mà đứng Đại Thế Chí là người có trí huệ cùng cực, biểu hiện cho trí tuệ. Còn ở bên tay phải chúng ta, đó là ngài Quan Thế Âm, biểu hiện cho đức hạnh, cho sự từ bi. Cả hai ngôi này kết hợp này thành ngôi chánh giác ở giữa, người ta gọi là ngôi A Di Đà Tam Tôn. Thế chúng ta nhìn bộ trên cùng cao nhất, đó là bộ A Di Đà Tam Tôn. Thế và có một cái sự đặc biệt, như là các anh hỏi là có gì đặc biệt, thì ở các ngôi chùa ấy, thì các anh biết là người ta tạc Đức Phật A Di Đà đấy, thường được tạc ở tư thế ngồi. Nhưng ở chùa Tây Phương được tạc Đức A Di Đà ở tư thế đứng. Đúng rồi. Cái thời bây giờ là năm, như tôi nói ban đầu, năm 1632, năm 1635, đất nước Việt Nam chúng ta gặp binh biến, cuộc sống mất mùa chiến biên, con người rất là khổ. Thì người ta tạc Đức Phật ở đây, tạc ở tư thế đứng, mang cái sự cứu độ rất là gấp gáp, nên người ta tạc ở tư thế đứng. Tức là cũng thể hiện một cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân hiểu dân tộc mình, chúng sinh, hiểu được dân tộc mình, chúng sinh. Thế còn cái nhìn pho tượng nhỏ nhất màu vàng di cục. Chúng ta lên chùa mà nói với đạo Phật thì chúng ta cũng nói đến Đức Phật Thích Ca. Đây chính là bộ Đức Phật Thích Ca sơ sinh, hay chính người sáng lập ra đạo Phật. Đức Phật tổ ở vị trí ở giữa thứ hai, ở từ trên xuống. Là trông rất là gầy guộc. Gầy guộc. Nó chắc là trong cái giai đoạn mà Đức Phật đang tu hành gì. Anh nói rất là đúng đấy. Đây là Đức Phật Tuyết Sơn, đúng không? Tuyết là tuyết thôi. Sơn là núi tuyết. Và núi tuyết đó người ta ám chỉ dãy núi Himalaya Sơn, Himalaya bên Ấn Độ. Thế và ngày đó thì Đức Phật Thích Ca đang 6 năm liền đấy, ngồi thiền nhập định, tu mình để tìm ra chân lý giải thoát. Thế và theo Phật thoại nói là ăn uống thì rất ít, nên là cơ thể rất là gầy guộc. Thế và khi trở thành chánh đẳng chánh giác rồi, am hiểu mọi chúng sinh rồi, thì người ta gọi là Đức Phật Thế Tôn, hay là Đức Phật Tổ Như Lai đấy, như chính bản ngã của tôi vậy. Thì chính là Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thế còn pho thứ hai, anh định hỏi pho thứ hai đây đúng không? Đây thì cũng vừa giới thiệu với các anh ở trên kia là giới thiệu với Đức Phật trong tương lai. Và Đức Phật Thích Ca có dự ngôn rằng bao giờ Di Lặc giáng thế hay là xuất trần thì thiên hạ sẽ thái bình. Nên là các nghệ nhân, các người thợ mộc với một cái nỗi niềm hy vọng mong chờ là mong Đức Phật Di Lặc sớm xuất hiện để có một cái cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, nên người ta tặng rất là hoan hỉ. Các vị La Hán chùa Tây Phương. Trong bài thơ Quá Tây Phương Sơn Tự, thăm chùa núi Tây Phương, làm năm 1788, Phan Huy Ích viết núi Tây Phương xưa có tên là núi Câu Lâu. Sách sử chép rằng, đời Tấn có Cát Hồng thích việc luyện đan, biết núi Câu Lâu có đan sa bèn xin làm chức lệnh giao chỉ, tức là vùng đất này. Đá núi xám đỏ này vẫn còn, song không còn dấu tích gì của việc luyện đan ở đây. Trong một thư tịch cổ khác là sách Sơn Tây Địa Chí năm 1939, Phạm Xuân Độ dẫn lời tâu của Cao Biền với vua Đường ghi trong truyện Kiều Cao Vương. Tại cấp giữa núi Câu Lâu có huyệt Đế Vương, thần đã làm chùa để yểm. Trần Trọng Kim trong sách Phật Lục cũng dẫn truyền thuyết trên, song nghi ngờ ngay. Kể thực ra thì không có di tích gì làm bằng chứng cả. Vâng, ở đây có một cái tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay rất là tuyệt vời anh. Nói cho chúng tôi biết những cái điều độc đáo trong cái pho tượng này. Như tôi đã giới thiệu với các anh thì hàng Đức Quan Thế Âm ở đây là hàng thứ hai trong đạo Phật. Vì Đức Quan Thế Âm có một cái lời nguyền với Đức Phật rằng là bao giờ chúng sinh hết khổ thì con sẽ trở thành Phật. Nhưng mà như là các anh ở đây cùng với tôi nghĩ đây thôi, thì chúng sinh thì chắc là không bao giờ hết khổ. Nên ở hàng Quan Thế Âm tôi nghĩ là cũng mãi ở hàng Quan Thế Âm. Nhưng mà thực sự thì có một câu của một vị Đại Đức Hòa Thượng nói, nhưng mà tôi không nhớ rõ của ai, còn nó viết như thế này.
là công đức của các vị Bồ Tát Quan Thế Âm kia chẳng khác gì bầu trời cao rộng kia, mà ta thì chỉ biết lấy ống giang hay ống tre đấy, nhòm qua đó mà soi lên bầu trời cao rộng. Soi lên thì chỉ biết rất nhỏ thôi, nhưng mà còn nhỏ. Công đức thì quả là vô lượng. Thế và các anh biết là ở đây là tòa Chư Hạ ở châu Linh Thiêng Nhất, thì có thờ Đức Quán Thế Chí Thương Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ở đây người ta tạc một pho tượng có đủ 100 tay và thỉnh thoảng có điểm các cái con mắt ở trong lòng bàn tay, và tay cầm một số các cái vật dụng mang cái ngụ ý là giúp đỡ. Thì cho dù là ở trong tâm tưởng, trăm tay là biểu hiện cho cái sức mạnh hay là cho cái nội lực của chính bạn, thế còn trăm mắt ấy, là biểu hiện cho cái trí tuệ thông minh, có thể nhìn thấy mọi sự việc diễn ra để giúp mọi người trong lúc khó khăn. Nên thường cho các ngôi chùa ấy, thì tượng Quan Thế Chí Thương Thiên Thủ Thiên Nhãn này thường được bày ngay ở tòa chùa ngoài, để khi mọi người bước vào chùa nhìn thấy bà thì có thể vơi đi phần nào nỗi khổ. Thế và các anh biết rồi là khi tất cả các vị đi xuất gia ngày trước ấy, thì thường thường là nam giới. Thế sau mãi sau này thì Đức A Nan mới xin Đức Phật là cho thành lập cái giáo hội tăng già là cho cái hàng phụ nữ đi xuất gia. Tôi có đọc một số cuốn sách mà cái cuốn mà tôi nhớ nhất đó là các cái triết gia trên thế giới nói về hình tượng người phụ nữ. Tại sao mà chuyển sang Việt Nam chúng ta đã được nữ hóa rồi? Nếu mà nói về người phụ nữ Việt Nam thì người ta chỉ nói như thế này thôi. Ở trên chiến trường ấy thì người ta ví người phụ nữ như là bà Trưng bà Triệu ấy, rất là dũng mạnh. Thế nhưng mà khi ở trong gia đình người ta ví người phụ nữ như là hòn gốm phu ấy, rất là công dung ngôn hạnh, rất là có tình thương. Thế và khi người ta nói là chỉ có Phật Việt Nam mới hiểu được con người Việt Nam, và chỉ có con người Việt Nam mới hiểu được con người Việt Nam, nên là người ta lấy cái hình tượng người phụ nữ đó để tặng Đức Phật Bà mang cái ngụ ý này như vậy, biểu hiện cái tình thương, cái dù gì là vẫn là tâm hồn, mang tâm hồn của người Việt Nam. Và anh cho em hỏi ở với chùa Hà và chùa Trúng là có các cái pho tượng, tức là các cái tượng vị thần rất là hung dữ là để bảo vệ chùa đúng không ạ? Tức là trong đi bảo vệ, tức là bảo vệ các cái Phật đúng không ạ? Vâng, anh hiểu thế thì cũng được. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì như thế này, các anh đi tham quan rất nhiều các ngôi chùa, thì thường thường các anh vào trong chùa thì thường gặp một bộ khuyến thiện và trừng ác. Nếu mà các anh quan sát kỹ hơn một chút thì chúng ta thấy hai phái, một phái thì người ta tạc hình mặt trắng, màu trắng, một phái người ta tạc hình mặt màu đỏ. Màu trắng là biểu hiện cho khuyến thiện, là khuyến khích mọi người làm điều thiện, còn màu đỏ là biểu hiện cho cái sự trừng ác, trừng trị kẻ ác. Thế và ở chùa Tây Phương thì được thay thế bằng một bộ rất là hoàn hảo, người ta gọi đó là bát bộ kim cương, có bốn vị ở bên tay phải và bốn vị ở bên tay trái đứng ra để bảo hộ cái Phật pháp của nhà Phật. Thế còn Phật pháp của nhà Phật thì giải thích như nào thì nó rất dài. Ví dụ như là chân giá trị của con người ấy, là cái trí tuệ sáng láng để mọi người nương theo nó mà làm cho tốt đẹp, thì bát bộ kim cương đứng ra để bảo hộ cái Phật pháp đó. Khác với các tượng Phật và La Hán được tạc với kích thước của người thật vô cùng sinh động, tại chùa Tây Phương, hệ thống tượng hộ pháp và bát bộ kim cương có kích thước cao lớn với giác trụ, tư thế, gương mặt cực kỳ uyển chuyển sống động. Mỗi pho tượng là minh chứng cho bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công xã Tràng Sơn trong vùng. Hàng năm, chùa Tây Phương tổ chức lễ hội vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Đây là dịp để du khách vừa lễ chùa, vừa để tham quan những công trình nghệ thuật nguy nga và tráng lệ của vùng đất phía tây thủ đô. Có thể nói chùa Tây Phương không những là một công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, giá trị tâm linh, mà còn là một kho báu vô giá của mỹ thuật Việt Nam. Bởi vậy, nó cần sự bảo vệ không chỉ của các cơ quan trung ương, mà còn cần sự gìn giữ, tôn trọng của chính quyền và nhân dân địa phương để công trình này thực sự trở thành điểm đến không thể thiếu mỗi khi du khách bốn phương tới thăm thủ đô Hà Nội.